Xin chào các bạn, thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tới cái phần số 57 ha, các bộ lọc filter. Thì đây là trong cái giáo trình Photoshop CC của tôi, tải phía dưới cái video này các bạn có thể lên tải về ha. Thì cái phần filter là các bộ lọc, thì cái phần này là nó cũng dễ mà cũng là khó ha. Thì các bạn nào mà làm nhiều thì các bạn sẽ thành thạo đó ha. Rồi, tại vì cái này thì chúng ta không cần thao tác nhiều, chúng ta chỉ lít chuột là nó tự động nó áp dụng thôi. Nhưng mà khi nào chúng ta áp dụng cái bộ lọc nào là một vấn đề ha. Chúng ta phải làm nhiều thì chúng ta mới biết được là cái nào áp dụng vô cái chỗ nào thì nó sẽ hay ha, chứ không phải là dở. Rồi, giả sử giờ tôi mở một cái tấm ảnh lên, tôi lấy tấm ảnh cô gái này đi ha. Rồi, thì tôi sẽ cho các bạn thấy là tôi tạm ẩn những cái này đi cho nó, rồi cho nó bớt cái bóng to đây. Rồi, xin nữa. Thì đầu tiên thì tôi sẽ sử dụng cái bộ lọc. Bộ lọc thì bạn vào trong cái menu filter này ha, filter đây, bộ lọc. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái bộ lọc nè, thấy chưa? Rồi, thì tôi sẽ làm cho bạn từ trên xuống dưới nè. Cái trên cùng là cái ta sử dụng gần nhất. Cái tiếp theo là cái camera raw filter. Cái này rất là mạnh, rất là hay ha. Thì cái này do cái tính phức tạp nó với lại nó rất là hay, nên tôi sẽ làm cho bạn một cái loạt cái giáo trình khoảng 4-5 video đó riêng về cái bộ lọc camera raw này ha. Rồi, tiếp theo cái lens correction này á, thì cái này thì nó tương đối dễ thôi. Cái này thì nó tùy chỉnh cái phương sai á, phương sai khi tấm ảnh ta bị nghiêng rồi đó. Thì cái này thì có thể chúng ta sử dụng cái camera raw nó hay hơn ha, nên cái này tôi không hướng dẫn. Nó dễ hơn. Rồi, tiếp theo cái liquify tôi đã hướng dẫn các bạn video trước rồi ha. Chúng ta sẽ chỉnh sửa cái khuôn mặt cô gái này á, một cách tự động. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào những cái phần mà chính của hôm nay video đây, là những cái phần dưới đây nè, thấy chưa? Thì ứng với những cái bộ lọc này là một cái nhóm bộ lọc nè. Đây là bộ lọc nhóm 3D. Bạn sẽ thấy ở bên tay phải nó có cái dấu mũi tên màu đen nè, cho chúng ta biết là bên trong nó sẽ có những cái bộ lọc khác nữa ha. Đây, rồi. Thì nó có rất là nhiều ha. Các bạn rảnh thì bạn hơi tự làm để bạn nhớ được cái hiệu ứng nó như thế nào. Thì bên tay phải nè, giáo trình tôi thì tôi hướng dẫn các bạn một số cái mà tôi thường hay sử dụng thôi, thông dụng thôi ha, những cái mà tôi thường sử dụng thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ quay lại này, tôi làm một số cái đơn giản thôi cho các bạn hình dung ha. Tôi làm từ trên xuống dưới ha. Rồi, sẽ như cái lơ đầu tiên là cái gì này, là mờ thôi ha. Là mờ thì chúng ta sẽ sử dụng một số cái thông dụng nè. Thì các bạn sẽ thường hay sử dụng làm mịn da ha, các bạn hay dùng mịn da. Thì mịn da thì các bạn hay sử dụng hai cái dưới nè, surface blur là cái làm mờ cái khuôn mặt nè, hoặc là smudge blur ha, bạn sử dụng hai này. Rồi, sử tôi chọn thử một cái để làm ví dụ, bạn hay sử tôi chọn cái surface blur đi. Tôi sẽ làm mịn da cái gương mặt cô gái này, thấy chưa? Cô gái đó cái gương mặt nó mịn hơn rồi đó. Bạn tôi lít cái nút bỏ, tôi phóng to lên. Thấy chưa? Tôi phóng to cái gương mặt cô gái này lên cho bạn xem. Đây là nút review, là cái nút cho bạn xem trước nè, lít vô đây. Thấy chưa? Đó, đây là ảnh gốc nè, bạn lưu ý nè, ảnh gốc, lít vô đây. Ảnh sau khi chỉnh sửa ha. Rồi, tức là cái độ mịn của da ta đã mịn trông thấy rồi ha. Bạn có thể tùy chỉnh ở phía dưới ở hai cái dòng là radius với thằng threshold gì nè, threshold gì nè ha. Radius thì bạn cái độ bán kính, radius là bán kính hay bán kính là mờ nè, bạn kéo phải thì cái nó sẽ làm mờ nhiều hơn, thấy chưa? Đó, thì cái da chúng ta sẽ mịn hơn, nhưng mà chúng ta không nên làm mờ quá thì nó sẽ không trông không như thật ha. Đó, khi bạn lít thì bạn nhìn trên cái ô vuông nhỏ trên đây chúng ta cũng sẽ nhìn được nè, thấy chưa? Nè, nó ta rê nè, ta đang rê nè, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Rồi bạn lít vào đây nè, tùy chỉnh thu nhỏ màn hình lại cũng được nè, thấy chưa? Đó, lưu ý khi bạn lít chuột trên đây bạn rê thì nó sẽ quay về ảnh gốc, bạn buông chuột trái ra thì nó sẽ quay về cảnh sau chỉnh sửa ha. Đây nè, nó chúng ta tự rê trên cái ô vuông nhỏ trên màn hình nè, thấy chưa? Rồi tùy chỉnh đây lớn hoặc nhỏ nè, nó là cái kính lúp đó, to thu nhỏ dấu trừ là thu nhỏ cộng là phóng to, thấy chưa? Hoặc là bạn nhìn trực tiếp trên cái tấm hình tôi đang để bên trái nè ha, cái tấm ảnh chúng ta cho xem trực tiếp luôn. Review là nhấp vào đây, bỏ chọn là ảnh gốc, lít vào đây là ảnh sau khi chỉnh sửa ha. Rồi còn cái hàng threshold này là gì, lít vào đây thử ha. Nó thì bạn tăng lên thì nó sẽ nhẹ nhẹ hơn. Ở trên là cái bán kính, còn này cái mức độ mạnh gì đó ha. Đó, thấy chưa? Bạn kéo qua phải thì nó sẽ mịn, rất là mịn, nhưng mà nhìn nó không có giống thật nè, bạn thấy chưa? Nè, thấy chưa? Nhìn cái cô gái nó không được giống thật cho mấy. Chúng ta sẽ tùy chỉnh cái bán kính với cái hàng threshold này nó tương đối thôi ha. Nó chỉ tương đối thôi, bạn có thể nhập vào đây những con số chính xác. Thì sử như tôi cho cái radius này khoảng 5-6% gì đi. Cái shot này tôi cho cũng khoảng 4-5 thôi, thấy chưa? Thì ảnh chúng ta nó sẽ trông giống thật hơn ha. Đó. Đây nè, ảnh gốc nè, thấy chưa? Sau khi chỉnh sửa cái ảnh chúng ta hơi mịn hơn một tí ha. Rồi còn cái vấn đề gì nữa trong cái công cụ này thì chỉ đơn giản vậy thôi ha.
chủ yếu làm mịn da. Nhưng một cái điều lưu ý đối với công cụ mà các công cụ mà làm mờ á, thì giả sử như giờ các bạn làm mịn cái phần da thôi, tránh làm ảnh hưởng đến những cái phần chi tiết khác. Giả sử như cái phần quan trọng nhất là cái đôi mắt, cái mũi chúng ta chỗ này, cái đôi mắt chỗ này, cái lông mày, cái mũi và cái đầu môi ha. Những cái chi tiết mà cần cái độ sắc nét á, thì các bạn phải làm cho nó rõ lại bằng cách nào. Thì sau khi các bạn áp dụng cái bộ lọc này xong á, thì các bạn sẽ sử dụng cái mặt nạ ha. Thì bạn nào đã xem tới cái video này thì cũng đã biết rất rành về mặt nạ là gì, cái gì rồi. Rồi mặt nạ chúng ta sẽ che bớt những cái phần này, những cái phần mà cần thể hiện rõ cái chi tiết á, để không bị mờ, thì chúng ta sẽ che lại, dùng mặt nạ che lại, thấy chưa? Đó. Rồi trong trường hợp giả sử như tôi như một điều lưu ý sẵn tôi nói các bạn luôn, tôi quên nói ha, là trước khi thực hiện cái việc mà filter là bộ lọc á, thì các bạn phải làm đúng theo cái điều tôi đã dặn trước cái video này, là cái video về smart set, là chúng ta phải chuyển cái đối tượng chúng ta thành cái đối tượng thông minh để chi, để khi chúng ta áp dụng cái filter á, nó không ảnh hưởng trực tiếp trên cái layer gốc ha, trên tấm ảnh gốc chúng ta, mà nó sẽ tạo ra một cái layer phụ ở bên dưới. Rồi tôi sẽ làm cho bạn thử, cho bạn xem. Giả sử giờ tôi chọn cái layer background nè, click chuột phải, giờ tôi chuyển thành đối tượng thông minh là convert to smart object, hay chưa? Rồi, hay chưa? Trên cái thumbnail chúng ta ở đây nó có cái hình chữ nhật vuông nhau nhỏ là chúng ta biết là smart object rồi ha. Sau đó tôi tiếp tục dùng cái filter, tôi dùng một cái bộ lọc nào đó làm ví dụ cho bạn. Giả sử tôi chọn cái blur đi, tôi chọn cái blur này, cái Gaussian blur đi ha, cái này đi. Rồi, đây. Gaussian blur này có nhiệm vụ là làm mờ ha, làm mờ cho tỏ đều. Thì cái này tôi thường hay sử dụng làm mờ cái phong cảnh nền, thấy chưa? Nhưng mà cái đối tượng chính chúng ta thì tôi không muốn làm mờ, thì làm sao? Thì giả sử giờ tôi làm như thế này, bạn thấy cái gương mặt của cô này rất là mờ rồi, cái nền nó cũng rất là mờ rồi. Bởi vì cái mục đích tôi là tôi muốn làm mờ cái phong nền chứ không làm mờ cái gương mặt cô gái này ha. Sau đó tôi ok rồi, bạn thấy trên cái chỗ layer chúng ta này, thấy chưa? Layer không là layer gốc nè. Nó còn ở dưới đây nó sẽ có hiện ra cái các bộ lọc chúng ta áp dụng nè. Tôi click vào đây, tôi tạm click vào con mắt á, tạm tắt con mắt thì sẽ tạm ngưng cái việc áp dụng cái bộ lọc đó. Click vào đây để hiện lại, bạn thấy chưa? Nó đó là rất hay của tính năng khi bạn sử dụng smart object ha, là đối tượng thông minh. Rồi, sau đó các bạn muốn sử dụng mặt nạ thì bạn sẽ giữ sử như bạn chọn cái hiệu ứng đó ha. Sử như bạn tôi chọn hiệu ứng đó, tôi chọn thử cái click vào mặt nạ coi. Thấy chưa? Rồi lít về mặt nạ thì tôi chỉ muốn cho cái phần mình thành nền đó, nó sẽ bị mờ thôi, còn phần cô gái nó sẽ rõ. Thì tôi sử dụng cái phương pháp tạo mặt nạ thì đó các bạn cũng đã rất rành ha. Rồi tôi chọn đây, chọn công cụ rớt nè, foreground là màu đen, thấy chưa, là che khuất. Rồi sau nữa, rồi sau đó lưu ý trước khi tôi thực hiện cái thao tác chọn công cụ rớt, tôi phải chọn đúng cái layer mặt nạ nè, thấy chưa, cái hình chữ nhật màu trắng nè, cái mặt nạ nè. Sau đó tôi chọn công cụ rớt với cái foreground là cái màu trên nó màu đen. Rồi bắt đầu tôi sẽ thực hiện cái việc là chế độ mode tôi đang ở normal ha. Rồi tôi sẽ thực hiện cái việc là, thấy chưa, tôi làm sai cái gì rồi đó, thấy chưa, đó tôi làm sai một cái gì đó, nó là ảnh hở, nó ảnh hưởng, nó không có che luôn cái mặt nạ mà nó che, nó xóa luôn cái ảnh gốc chúng ta ha. Tôi làm lại ha, Control Z, đây tôi nhấn history, tôi quay lại. Rồi cái mặt nạ này tôi làm sai, tôi phải làm mặt nạ bên dưới, tôi chọn lại xóa cái mặt nạ đây. Rồi thì cái này á, thông thường thì các bạn sẽ tạo ra một cái hai cái layer khác nhau ha. Một cái layer là ở dưới mặt nạ này và có layer bên dưới ha. Nghĩa là sao? Giả sử giờ cái này tôi nhân đôi layer lên, duplicate layer. Rồi ok, tôi sẽ đặt tên cái layer trên là layer 1. Giả sử gì, thông thường người ta sẽ làm cái cách này. Rồi thì bạn sẽ thấy là cái layer 1 layer trên nè, tôi sẽ tạo cái mặt nạ cho layer này. Layer dưới thì chúng ta giữ nguyên ha. Layer dưới thì tôi sẽ layer không á, tôi sẽ bỏ cái việc mà tạo cái bộ lọc đi. Bây giờ bỏ cái layer smart filter này ha. Tôi sẽ, anh thấy chưa? Layer không tôi là cái layer gốc ha, rất là chi tiết. Layer 1 giả sử như tôi sử dụng cái hiệu ứng là bộ lọc là làm mờ ha, Gaussian blur là mờ. Rồi sau đó tôi sẽ chọn vào cái mặt nạ này. Nó chưa, mặt nạ layer 1 nè. Đó, sau đó tôi sẽ thực hiện cái việc là tạo cái mặt nạ che đi cái gương mặt của cô gái này. Đó, dụng cụ rớt và cái foreground là màu đen. Sau đó tôi sẽ vẽ, anh thấy chưa? Khi tôi đang chọn cái chỗ layer 1 ha, tôi chọn cái mặt nạ nè, tôi vẽ thì cái mặt nạ của layer 1 á, nó sẽ bị lủng đi, nó xuyên xuống cái hình phía layer 0 là cái hình phía dưới, mà layer phong chúng ta là cái hình cô gái, cái chi tiết nó rất là rõ ha. À, thấy chưa? Đó, tôi sẽ làm sơ sơ nhanh nhanh thôi cho bạn xem.
đó là cái cách người ta để làm những cái bức ảnh nghệ thuật, có nghĩa là cái đối tượng chính chúng ta nó sẽ rõ, còn cái phần mà viền ngoài á, cái nền ngoài nó sẽ giống như bạn hay nói là cái thao chụp hình bằng máy chụp hình mà số phông ha, đó, số phông á, nghĩa là cái phông phía sau nó sẽ mờ, còn đối tượng chính chúng ta chụp thì nó sẽ trông rõ như thế này đó. Các bạn nào không có máy ảnh mà cái chất lượng cao, máy ảnh tốt á, máy ảnh có chức năng mà số phông, thì bạn có thể sử dụng cái phần mềm Photoshop để bạn làm được cái điều đó ha. Nó ta đang làm nè, thấy chưa, mà sẽ nhìn kỹ thấy chưa, cái phần phông chúng ta đã bị mờ, còn cái đối tượng chính chúng ta là cô gái thì nó sẽ rõ, thấy chưa nè. Đó, thì bằng cách này là các bạn sẽ để một cái laser không ở dưới là cái laser cô gái rõ, còn bạn nhân đôi laser lên tạo ra một cái laser mà sử dụng cái bộ lọc là mờ là ra xanh lơ cái sử dụng, sau đó bạn sẽ chồng lên nó một cái laser một nè, chồng lên một cái mặt nạ, sau đó bạn sẽ xóa đi những cái phần, những cái phần của cô gái này, thấy chưa. Rồi, là sẵn đây tôi hối các bạn luôn, cái tôi ôm lại bài cũ là tạo mặt nạ luôn ha. Rồi, giờ tôi delete đi. Rồi, tôi quay lại cái laser gốc chúng ta, tôi sẽ thực hiện một số cái bộ lọc filter cho các bạn xem. Thì cái lơ là chúng ta thường hay sử dụng nhiều nhất nè, smart surveiller với smart lơ là làm mịn da. Rồi, cái gaussian lơ tôi mới vừa hướng dẫn các bạn đó là để xóa phông nền ha. Rồi, cái motion lơ này là cái gì? Cái này hiệu ứng chuyển động là các bạn cũng có thể áp dụng cho việc xóa phông nền ha, nhìn giả sử hoặc là các bạn sử dụng trong cái việc mà các tấm ảnh mà cần cái tốc độ đó ha. Giả sử như bạn chụp một chiếc xe đang chạy đi, thì chiếc xe bình thường không có chạy, nhưng mà bạn cái làm hiệu ứng này, giả sử như chiếc xe nó hơi bị chuyển động cho người ta nhìn giống như là chiếc xe đang chạy, thấy chưa, là chúng ta áp dụng hiệu ứng, thấy chưa. Nó sẽ giống như bạn nhìn một ảnh mà sẽ ra hai ảnh bị nhòe ra, thấy chưa. Đó, rồi là cái motion lơ là hiệu ứng chuyển động, mờ chuyển động. Đây là cái góc xoay nè, cho nó góc xoay ha. Nó thì các bạn cũng có thể sử dụng cái này, việc này cho cái việc mà làm thẳng quần áo cũng được ha. Giả sử các bạn nữ chụp cái quần áo dài đó, áo dài đó, thì bạn sử dụng cái motion lơ này để cho cái áo, cái chi tiết áo chúng ta nó thẳng lại ha. Đó, tôi thường hay sử dụng cái mẹo đó. Rồi, tiếp tục cái lơ này thì tôi thường hay sử dụng cái radio lơ này, nó là cái gì, cái này thì cái hiệu ứng để làm đẹp thôi ha. Nè, sử nhìn nè, thấy chưa, cái này hiệu ứng làm đẹp thôi. Đó, cái spin hoặc cái zoom này có hai cách ha. Nó hiệu ứng này giống như là bạn sẽ xoay ảnh, chúng ta sẽ xoay, còn cái zoom này giống như là bạn sử dụng ống kính mà phóng phần gần vậy đó ha. Tôi sẽ làm thử cho bạn xem, tôi chọn ok, thấy chưa, giống như chúng ta thực hiện cái việc mà phóng lại gần cái gương mặt cô này á. Thì tương tự như cái nãy chúng ta nói là chúng ta sẽ tạo ra hai cái laser, một cái laser là gương mặt cô gái rõ, là một cái laser nó sẽ áp dụng cái hiệu ứng này. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái mặt nạ trên cái laser có bộ lọc filter nè ha, chúng ta thực hiện xóa từ từ nó thì chúng sẽ tạo ra được một cái tấm ảnh nghệ thuật. Rồi, ta sẽ thực hiện cái việc quay lại bằng cách là bạn, do tôi sử dụng cái smart object á nên rất là dễ, nó không áp dụng trực tiếp trên cái laser. Tôi chỉ việc chọn cái smart object nè, chọn cái hiệu ứng á, bộ lọc filter á, tôi click chuột phải, tôi viết chữ delete là xóa luôn, còn disable là nó sẽ tạm dừng ha, hoặc là tôi nhấn luôn là clear mask filter luôn là tôi xóa luôn ha. Ở trên đây là xóa cái bộ lọc, còn đây là xóa luôn cái, rồi thấy chưa. Rồi, tiếp tục trong cái blur này tôi thường hay sử dụng cái gì ở đây? Cái blur thì cái rồi như vậy thôi, mấy cái blur là mấy cái làm mờ tôi thường hay sử dụng thì có nhiều thôi, còn những cái kia tôi ít sử dụng. Cái blur gallery nè là những cái mẫu có sẵn hay bạn có thể tự làm, nhưng mà tôi thấy không được đẹp. Rồi cái distort này là cái distort làm cho ảnh nó nghiêng lên, ảnh méo á ha. Thì cái này thì tôi cũng ít hay sử dụng thôi. Thì tôi làm một cái ví dụ cho bạn xem. Thật sự như tôi cũng thỉnh thoảng thôi sử dụng cái switch hay là cái zigzag này ha. Tôi sẽ làm thử bằng switch đây. Nó cái ảnh bạn thì nó sẽ bị đây nè, click vào đây để thu nhỏ cái màn hình bằng lại, hoặc ở đây phóng to ra, thấy chưa. Thì tôi hay làm cho ảnh chúng ta nó sẽ xoay như thế này, thì bạn có thể sử dụng làm cho các hiệu ứng chuyển động của nước á. Thì tôi thường hay sử dụng bộ lọc này cho nước thôi ha, làm cho nó giống như nước nè, cho cái thằng distort này ha các bạn, làm cho giống nước. Rồi cái snow này là gì, cái noise này á, thì các bạn as noise là để làm cho các ảnh các bạn nó có những có cái đốm lấm tấm li ti, giống như bạn chụp mà bị thiếu sáng đó ha, thiếu ISO á. Đó, giả sử vậy as noise cho bạn xem, tôi sẽ tăng cái amount lên, thấy chưa. Đó, ảnh bạn giống như chụp nó bị thiếu sáng hay gì đó, nó sẽ bị noise là cái hạt như thế này, thấy chưa. Đó, rồi tới cancel, rồi tới phần pixel lay này tôi ít sử dụng luôn. Cái render này thì tôi thường hay sử dụng một cái hiệu ứng là cái lens flare ha, lens flare này. Rồi cho bạn xem hiệu ứng giống như là các bạn sử dụng chụp ngoài ánh sáng mà nó bị ngược sáng, nó có hiệu ứng mà ánh sáng chiếu vô cái ống kính chúng ta vậy ha. Nè, thấy chưa, nó sẽ có nhiều loại nè, thấy chưa. Đó,
thì tôi lít mình sẽ xem trên cái màn hình này đây là nhiều loại nè. Rồi sử tôi sử dụng cái này đi, đây là mức độ tỏa sáng nó, tôi sẽ làm ok cho bạn xem thử, thấy chưa? Các bạn nhìn sẽ giống như ánh sáng ở phim trên trán bên tay trái của này nè, chiếu xuống đây nè, nó có hiệu ứng ánh sáng nè, thấy chưa? Nó các ống kính nó như bị nhè đi, thấy chưa? Cái lớp tròn đó. Rồi tôi xóa đi, thường hay sử thì những cái nào tôi thường hay sử dụng thì tôi mới hướng dẫn các bạn thôi ha. Rồi tôi xóa luôn cái này lia đây. Rồi ta sẽ tới cái hiệu ứng tiếp theo, cái bộ lọc tiếp theo là cái sub banh này, là làm cho ảnh bạn sắc nét thôi. Thì các bạn sẽ sử dụng cái bộ lọc sub banh này cho việc là giả sử như cái ảnh bạn bị mờ đó, thì bạn sử dụng sub banh bạn nhấp lên một lần nè, thì các bạn cái ảnh của bạn sẽ rõ hơn. Nhưng mà tôi thấy cái cách làm đó là không được hay ha. Những cái anh chị đi trước thì người ta cũng ít sử dụng cái cách này, người ta sử dụng cái cách này nè. Giả sử giờ tôi có một tấm ảnh mà nó hơi bị nhẹ gì đi, tôi cố tình làm cho nó bị nhẹ ha, là tôi sẽ chuyển thành cái đây, bạn chuyển lại thành cái đó laser thông thường nè, không phải laser thông minh ha, rasterize laser. Ta sẽ sử dụng một cái hiệu ứng blur cho làm mờ cái bức ảnh đi, giả sử gì đi ha. Tôi cố tình giả sử tôi chụp blur, tôi cho cái resin blur đi. Rồi tại sao ảnh chúng ta nhẹ thì cũng nhẹ hơi thôi, cứ thấy chưa, không nơi khoa không đâu. Rồi bạn thấy chưa, ok. Rồi bạn sẽ thấy là cái bức ảnh chúng ta hiện tại là nó đang bị nhẹ nè, thấy chưa? Thì tôi phóng gần gần là bạn thấy nè, chi tiết ảnh cái đôi mắt con này đã bị nhẹ hết trơn nè, thấy chưa? Rồi thì có một cách mẹo để làm cho ảnh chúng ta rõ ha, là nhưng mà rất là nhiều người sử dụng mà rất là hiệu quả ha. Đó là bạn sẽ làm như thế nào. Giả sử giờ tôi nhân đôi cái laser lên đi ha, giả sử tôi chọn laser không nè, tôi nhấn Ctrl Z hoặc là bạn nhấn chuột phải bằng chọn duplicate laser ha. Rồi sau đó tôi sẽ chọn một cái laser này ha, laser copy nè, laser không copy nè. Tôi sử dụng filter, tôi chọn cái block order 2 pass, thấy chưa, order 2 pass. Rồi bạn click chọn đây thì bạn thấy cái ảnh chúng ta nó sẽ biến giống như âm bản vậy, nhìn rất là ghê ha. Đó, nhìn rất là ghê luôn, thấy chưa, nó sẽ như ảnh như thế này. Rồi sau đó các bạn có thể tùy chỉnh cái này là bao nhiêu cũng được ha. Tùy chỉnh là càng nhỏ thì cái mức độ chi tiết nó càng ít, còn lớn lên thì mức độ chi tiết càng nhiều. Thì tôi cho khoảng mức độ chi tiết khoảng 3-4 vậy thôi ha, 3-4 vậy thôi. Rồi tùy chỉnh như khoảng 4 đi ha. Rồi sau đó tôi nhấn ok. Rồi sau nữa, sau khi nhận bắn ok rồi á thì bạn bật lên cái laser bên dưới lên. Sau đó cái laser không này á, bạn phải chọn cái chế độ mode là quả trộn là gì. Chế độ mode quả trộn là cái coi trong giáo trình ta nè, cái phần cuối cùng order 2 pass nè ha. Rồi cái kết hợp với chế độ laser mode overlay, thấy chưa? Rồi bạn chọn lại cái laser mà mới chuyển thành màu đen đó, bạn chọn cái chế độ mode quả trộn là overlay ha, lẫn nghe là sẽ quả trộn với cái laser bên dưới. Rồi bạn thấy chưa, cái ảnh chúng ta nó đã đỡ hơn, nó đã sắc nét hơn đó. Không tin giờ tôi sẽ tạm tắt cái này cho bạn xem, tôi sẽ tạm tắt cái con mắt này nè. Tôi sẽ phóng to bạn xem cái hình. Đây là khi chúng ta chưa sử dụng cái bộ lọc mà tôi vừa hướng dẫn các bạn á, thì bạn thấy gương mặt cái này nó sẽ bị mờ ha, tôi bật lên nè. Rõ lên thấy chưa? Mờ nè, bật lên rõ nè. Thấy chưa? Đó là cái ứng dụng mà rất nhiều cái anh chị đi trước cũng đã sử dụng cái cách này để làm cho cái ảnh chúng ta rõ ha, chứ ít ai sử dụng cái hiệu ứng sub banh mà sub banh này lắm ha. Rồi cái phần bộ lọc á, filter chỉ có vậy thôi. Đây là các bạn sử dụng các bộ lọc có sẵn của phần mềm, còn các bạn có thể chèn thêm, cộng thêm những cái plugin á, là những cái bộ lọc khác của cái hãng thứ ba ha. Giờ trong đây thì những cái bộ lọc khác thì có tên là như Botetour, hay là Botetour là mình da đó ha, hoặc là Mastro là cái phần mềm để tách nền da, tách nền đó. Đó những cái đó thì cứ nếu có thời gian thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ha. Đó thì trong giáo trình tôi cũng đã nói thêm cái phần load in nè. Rồi tôi kiếm cho bạn xem Ctrl F load Botetour load in đi. Hay hoặc là bạn cũng có thể tự lên trên cái trên mạng á, lên Google bạn cứ đánh chữ load in cho Photoshop, bạn sẽ thấy rất là nhiều cái phần mềm của hãng thứ ba, cái load in thứ ba bạn cộng vào trong Photoshop ha. Đó, đây nè. Trong tới mục số 77 trong giáo trình tôi nè. Load in Botetour là mệnh gia thấy chưa? Nó chuyên nghiệp luôn. Nhưng mà thường máy này thì lúc nào cũng có phí thôi ha. Có phí thôi. Rồi mịn da hoặc là tách nền bằng cái Mastro đó để tách nền. Rồi thì cái video này thì có vậy thôi. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.